Phương rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tạp chí Văn hóa Xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, v.v. luôn được các cấp hội, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội và các đề án liên quan đến phụ nữ và trẻ em tiếp tục được triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực. Tại lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tuyên dương chi hội trưởng tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam, tổ chức giao lưu và biểu dương 170 chi hội trưởng tiêu biểu, đồng thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi trực tuyến. Tôi bắt đầu là làm chi hội trưởng của chi hội phụ nữ ấp 5 thuộc xã Long Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thọ là năm 2006. Với cái vai trò là một chi hội trưởng hội phụ nữ thì tôi là với cái tâm niệm mình phải là nhiệt huyết, có tâm huyết với phong trào hội, cũng như là mình luôn tìm hiểu nắm bắt những cái nguyện vọng của các chị em phụ nữ tại địa phương. Tôi rất hãnh diện và vui vì mình đã đạt được một cái thành quả cho cá nhân địa phương mình và cho chung cho ở toàn tỉnh. Tôi làm chi hội trưởng hồi năm là 2000 cho đến bây giờ, là hiện là chi hội trưởng của chi hội phụ nữ ấp 2 xã Long An. Thì trong quá trình hoạt động của tôi á, là nhờ thí dụ như là tôi có cái uy tín, nhất là trong cái mùa dịch là những người dân khó khăn khi muốn được đi chích ngừa để tới bệnh viện khám bệnh, thì tôi đã vận động là với những người mà là hội cao tuổi hay là xã để cho những người đó được đi chích ngừa. Rồi bản thân tôi ví dụ như là có ngoại giao quen biết được nhiều thì tôi mua gạo hoặc là mua rau tặng cho những chị em mà những gia đình mà trong mùa dịch là sốt đó, khó khăn. Dù ở cương vị nào, người phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội để phát huy và khẳng định vai trò vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Nhờ có sự ủng hộ của hậu phương, họ có thời gian tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn. Vì vậy, trong xu thế hội nhập và phát triển, để phát huy vai trò người phụ nữ trong thời đại mới, chị em sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong đời sống gia đình và xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Minh chứng sinh động nhất đó là đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Từ khi thực hiện quyết định số 939 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 12470 năm 2018 về thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đều tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp với chuỗi các hoạt động như trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm do phụ nữ sản xuất và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ cao, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, v.v. giao lưu, tọa đàm và các chuyên gia, nữ doanh nhân tiêu biểu và kinh nghiệm giải pháp khởi nghiệp thành công, giao lưu biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, v.v. Mỗi năm ngày hội đã thu hút gần 500 phụ nữ tham dự. Hoạt động này đã giúp các chị em có cơ hội được giao lưu, trao đổi, chia sẻ, kết nối, thiết lập mối quan hệ mới trong kinh doanh, hợp tác và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong cán bộ hội viên phụ nữ, khuyến khích các chị em chủ động tích cực hơn nữa trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, tổ chức hội còn nghiên cứu đề xuất các chính sách kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Từ phong trào khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp, điển hình phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sản phẩm ô cốp, tích cực góp phần cùng địa phương giải quyết nhiều vấn đề như tạo việc làm, liên kết sản xuất bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, được hội giới thiệu rộng rãi, tạo sự lan tỏa trong hội viên phụ nữ và trong toàn xã hội. Cơ hội đến với tôi là từ cái lúc mà tôi thi giải nhất của phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2019 lần thứ nhất á. Thì từ đó thì tôi được tạo điều kiện rất là nhiều. Trước đây là sản phẩm chưa có mạ vạch, thì bây giờ là được Sở Khoa học Công nghệ là giúp cho làm cái mã vạch mã số.
và đăng ký giấy phép kinh doanh cũng như chuẩn bị là làm sản phẩm OCOP. Thì cái sản phẩm của chúng tôi đó là sản phẩm truyền thống cũng như là sản phẩm của thành phố Long Khánh, được là bà con là nhân dân là rất là tín nhiệm. Thành ra là bây giờ đó là cái sản phẩm của gia đình tới giờ này là trên 10 sản phẩm, có mật ong, tinh bột nghệ, cacao, rồi các sản phẩm kết hợp như dâu tằm, chanh đào, gừng, rồi bông hoa đu đủ đực. Đó là những sản phẩm mà rất là tốt cho sức khỏe, nó hỗ trợ cho con người để là chống về các cái bệnh như thời buổi bây giờ. Như 3 năm này là cái dịch Covid hoành hành thì sản phẩm của chúng tôi bán rất là chạy. Có một số cái mô hình phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu như là cái mô hình các cái sản phẩm sen từ hợp tác xã sen Trường Phát của một hội viên phụ nữ thuộc xã Long Tân của huyện Nhân Trạch. Mô hình này cũng đã đạt được cái sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó thì hiện nay là hội phụ nữ huyện cũng rất quan tâm đến các cái mô hình các chị em phụ nữ khởi nghiệp với các cái sản phẩm như là mắm nêm, cơm rượu hay là rượu nếp than. Các chị rồi thêm sản phẩm đó là sản phẩm nước cắt hoa hồng. Các cái sản phẩm này đều có nguồn nguyên liệu từ huyện Nhân Trạch. Các chị cũng được cái sự hỗ trợ của các cái nguồn vay vốn để có thể là phát triển các cái loại hình phát triển kinh tế của gia đình mình. Thì bên cạnh những cái hoạt động mà hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thì đối với hội phụ nữ huyện Nhân Trạch cũng quan tâm đến các cái mô hình khác, như các cái mô hình để nâng cao cái chất lượng hoạt động cơ sở hội, rồi thêm các cái hoạt động để góp phần cùng với huyện nhà xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án phụ nữ khởi nghiệp và nhận được 122 ý tưởng dự án. Số lượng và chất lượng các dự án tham gia dự thi tăng dần theo từng năm. Từ cuộc thi của tỉnh đã giới thiệu và hỗ trợ 33 dự án tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Các chị là những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp với sản phẩm OCOP tiêu biểu với tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng. Hàng năm thì chúng tôi đều mở cái ngày hội phụ nữ khởi nghiệp để mà tổ chức một cái sân chơi cho những chị em phụ nữ khởi nghiệp cũng như là những cái dự án ý tưởng mà xoay quanh đó thì chị em có cái cơ hội cũng như giao lưu học hỏi và đặc biệt nữa là có cái việc mà quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình. Và đối với trong cái thời gian tới thì các cấp hội chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các chị em trong con đường khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ về cái mặt thủ tục pháp lý, về hỗ trợ cái những cái dự án để nâng cao thêm cái chất lượng sản phẩm, và những cái nhu cầu về vốn thì chị em phụ nữ sẽ kết nối để hỗ trợ chị em trên cái khâu mà về vốn tiêu dùng và đưa ra thị trường sản phẩm. Có thể nói việc triển khai thực hiện đề án 939 đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của phụ nữ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành. Đề án được triển khai linh hoạt, chủ động, lồng ghép các hoạt động của đề án với chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình nhiệm vụ của các cấp, các ngành nên tận dụng được lợi thế và nguồn lực sẵn có trong triển khai đề án, huy động và có được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều nguồn lực xã hội cả về hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện, tạo môi trường kết nối, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia phong trào khởi nghiệp của tỉnh nhà. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tuyên dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai ngày 13 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 939. Khen thưởng 114 cá nhân là phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018-2022. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho một tập thể và một cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 939. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.